bắt cá cá dưới ao nữa. Rừng U Minh Hạ là bắt cá bắt mắm là nhiều lắm đó nha. Có bắt mũi không? Mũi keo như sáo thổi, mũi keo chắc bắt không hết đâu. Mũi dữ lắm. À. Tối tối là nó keo. Mũi keo. Chiều ăn cơm á là thấy mắt mùng ăn trong mùng ăn cơm đó. Ở đó có không? Có. Cái này kể vui lắm. Ừ. Bây giờ đã đỡ anh Linh. Hồi trước là mũi, ví dụ như em mới về cái buổi tối mà xưa cái cầu cá cá tra đó à, buổi tối muốn mắc cá vô cá vô đi chưa dạ rồi đi ra mà buổi tối rồi cầm đèn pin xịt ra bước ra thì đâu thấy đường, ngồi một hồi bắt đầu thấy sao nó khó chịu mà gọi xuống rồi thấy đen thui không còn thấy cái gì nữa. Nói chung là mũi u dữ dội lắm, tay mình thấy là u đen như một con mũi, mình gọi vô là mình thấy đen thui luôn. Ừ. Nhưng mà nghĩ là chắc không độc lắm, thời điểm đó cũng bình thường, sau đó cũng bình thường không thấy. Làm như ở dưới mình quen rồi cái mũi cắn nó cũng không bình thường ha. Cũng không biết. Ủa rồi anh ơi, khi mà về đó hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì? Mẹ sống ở Cà Mau, mình thì sống trên này, lâu lâu Tết về quê chơi thăm mẹ. Rồi đợt này thì có em bé, rồi xong mẹ lên phụ chăm thì lên chơi. Thì cái thời gian mà mẹ với mình tiếp xúc cũng không có nhiều, thì cũng nói chuyện nhưng mà không có kiểu giống như dâu với mẹ chồng, không có tâm sự nhiều lắm. Nhưng mà được cái thì mình cảm nhận được là hai mẹ con gần gũi là do là ai cũng có cái sự chịu lo cho gia đình, rồi cũng kỹ tính. Nhưng mà về quê hai mẹ con có tâm sự, có chia sẻ hay là bàn những cái chuyện gì chung này kia không? Cũng có nói chuyện. Em thì thường hay bắt chuyện với mẹ nhiều bắt hơn. Bắt chuyện với mẹ nhiều hơn. Mẹ thì mẹ ngại, giống như mẹ ngại với con rể á. Ví dụ thỉnh thoảng mẹ nói bị nhức tay chân gì đó, em lại massage, nhưng mà em cảm giác là mẹ ngại, mẹ nói thôi được rồi mẹ không sao đâu, nhưng mình vẫn massage cho mẹ thoải mái. Nhưng mình cảm nhận được mẹ rất là ngại mình đụng hay là hơi quan tâm nhiều á. Cái dùng mà U Minh Hạ đó là phụ nữ cũng làm rượu đế luôn á. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Có bao giờ mẹ với em là làm chung không? Em thì kiểu ở trên này thì uống bia thì được, rượu thì ở Bến Tre em sống á thì người ta hay cưa đôi. Đúng kiểu rồi. Mà tình cảm anh em không biết biết dạ à. Còn em về dưới cũng cô bác thì cưa đôi người ta không chịu, không mày làm gì là không được, mày không nể tao. Thì em thấy ở dưới Cà Mau có các cái khác là phụ nữ đàn ông gì lên chung bàn hết ngon lành hết, nhưng mà ở quê mình thì lại không vậy, nó khác đúng không? Dạ. Rồi cô có bao giờ nhậu chung với con rể không? Cô thì ít nhậu, cô cũng ít nhậu dữ lắm. Có bao giờ cô uống gì con rể không? Thì ngày Tết ngày đầu thì cũng uống vậy đó. Cưa đôi không? Thì cưa đôi, không cưa đôi thì người ly vậy đó. Cô chào em trai. Dạ chào cô. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Chào, đầu tiên thì chú Miền Linh và dạ. cô Lê Lộc dạ, và quý vị khán giả, tôi xin giới thiệu là tôi là Bùi Kim Thành, quê quán ở Quảng Nam, giờ đang sống ở Cà Mau. Dạ. À, Cà Mau lên đây luôn á cô hả? Dạ. Cô Cà Mau là ở tại thành phố Cà Mau ở đâu? Ở U Minh, Cà Mau. U Minh Hạ đó hả? U Minh á. Dạ, dạ. Tức là ở Kiên Giang U Minh Thượng, Cà Mau là U Minh Hạ. Ai nói Cà Mau xa lắm? Hay vậy, xa thiệt. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. À. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép mình gửi lời chào đến anh Nguyễn Linh, bạn Lê Lộc với toàn bộ khán giả. Mình tên là Nguyễn Duy Phương, hôm nay mình 31 tuổi, gốc là ở Bến Tre và hiện đang sống ở Cần Giuộc, Long An. Hiện tại là mình là giáo viên tiếng Anh, mình cũng có một trung tâm tiếng Anh nho nhỏ, hai vợ chồng cũng đang công tác tại trung tâm của mình. À, hay quá. Nhưng mà anh làm rể của mẹ bao nhiêu năm rồi? Tính tới thời điểm này là gần 6 năm rồi. Mình có em bé chưa nhỉ? Mình có một bé trai gần 2 tuổi, hiện tại mẹ bé đang có bầu khoảng 6 tháng nữa nên ở nhà. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai của mình á thì cô thấy cậu này thế nào? Nó hay, thấy cũng con gái trở về á thì nghe nói thì mình chạy vỏ rồi lên chỗ mà có xe đậu á thì rước về, thì thấy thì cũng dễ thương, thật thà, cũng vừa ý. Vừa ý. Chạy vỏ lên là con biết gì không? Là cái gì chú? Cái vỏ đó, chạy bằng cái vỏ lên, con biết cái vỏ không? Dạ không. Không á, ở Cà Mau á rồi gọi là cái vỏ lãi, đúng không cô? Rồi lại nó giống chiếc xuồng, nó dài hơn chiếc xuồng luôn, thậm chí nó nhỏ hơn mà nó nhỏ nhỏ vậy nè. Tôi kêu cái vỏ đó chạy trên sông nước ào ào ào, chạy nhanh hơn xuồng luôn. Một mình cô lái luôn á hả? Cái cảnh đó em trai thấy tưởng tượng, thấy một người mẹ vợ tương lai của mình mà lái vỏ lãi lên, mình chắc
Đã lắm ạ. Dạ. Lúc hai đứa quen nhau khoảng 2-3 năm mày mới giới thiệu về, thì vợ nói về cho biết, tại vì em sống Sài Gòn lâu nên cái kiểu giống như con trai Sài Gòn, không có biết quê sâu như thế nào. Thì lúc mới về thì bắt xe về tới Cà Mau khoảng 8 tiếng, cái đầu mới hỏi là tới chưa em. Chưa, đi thêm chuyến xe buýt nữa, chạy thêm 2 tiếng nữa, có lại mệt rồi. Mà tới chưa em? Dạ sắp rồi. Cái đầu đi thêm chiếc xuồng nhỏ mà đi khoảng 30 phút mới tới nhà. Ngày xưa là không có đường nhỏ để đi vào, thậm chí xe máy cũng không có đường vào nữa. Mà lúc đó mệt lắm, ngồi xuồng mà ngồi còn không vững nữa. Tại vì mình không quen. Dạ dạ, vỏ lãi. Chứ không phải là xuồng, vỏ lãi khác với xuồng. Dạ. Dạ. Khi tới cái mẹ đứng sẵn ở bờ rước, con gái cũng chào mẹ này kia. Em lúc đó bắt đầu mệt rồi. Rồi đúng rồi, lân rồi. Cái chào bác, bắt đầu bác mới nắm tay nói được không, đưa nắm tay kéo lên. Rồi thậm chí đồ này nó để ginh đưa lên. Rồi lúc đó mình cũng không có được, nói chung là cũng hơi khờ rồi đó. Đi xe cũng nhiều á. Dạ, dạ. Dạ. Tới nhà thì mẹ bắt đầu không cho làm gì nữa. Con vô ngồi đây đi, uống nước nè cho khỏe nè. Rồi xong ăn này kia, rồi con khỏe không, con mệt không, có bị gì kia không. Rồi ngồi chỗ rồi con mệt quá con ngủ đi. Tới ngày hôm sau nữa thì đi làm này kia mẹ cũng cho. Mẹ thôi, thôi con không quen đâu, ở dưới quê này không có làm được gì đâu. Mấy cái chuyện này nặng nhọc lắm, mấy chuyện mà lúa rồi làm này rất là cực. Nên cái ấn tượng đầu tiên của mình là mẹ rất là chu đáo, rất là thương con cái trong nhà, tới chăm rất là kỹ. Mình cảm thấy mình rất là mến. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi sau những ngày đầu làm rể đó thì con rể nó có lo gì cho mẹ vợ không? Nó ngay cưới xong thì ba bữa thì mấy đứa con đi rồi, ở nhà có không được lâu. Ở nhà nó làm gì nè, cô nhớ không? Qua đám rồi cũng phụ dẹp dọn tiếp. Rồi rửa chén nữa đồ, thì làm gì nó cũng xuống làm tiếp hết. Rửa chén luôn á hả? Ừ. Rồi phụ làm gì nữa, có phụ làm ruộng làm gì không? Không, không đám ngay ruộng, không có ngay ruộng nên không có làm. Vậy với trong vùng sâu đó cô làm gì? Làm ruộng mà ngay cái mùa đó không có mùa ruộng, làm xong rồi thì đám ngay cái mùa ruộng xong rồi có làm là trước lúc có mà trước mới về lúc chơi á, nó về đâu cũng 2-3 ruộng á, thì ngay cái đợt gặt á thì nó cũng đi dắt lúa rồi phụ tiếp, thì đi cho vui mà chứ cũng đâu có biết làm gì đâu. Thì cũng sách bó hay bó gì đó, nghe cô giác chừng 3-4 bó thì nó giác bó 2 bó nó sách vậy thôi, nó đâu có làm với cô được. Chơi thôi, có lệ thôi chứ à, cho vui. Mẹ vợ bắt 3-4 bó nó giác 1 bó. Đó cũng là một kỷ niệm, cũng vui trải nghiệm được bắt cá ở dưới ao nữa. Rừng U Minh Hạ là bắt cá bắt mắm là nhiều lắm đó nha. Có bắt mũi không? Mũi keo như sáu thổi, mũi keo chắc bắt không hết đâu. Mũi dữ lắm. Tối là nó kêu o gì đó. Mày queo gì đó. Chiều ăn cơm á là phải mắt mùng ăn, trong mùng ăn cơm đó. Ở đó có không? Có. Cái này kể vui lắm. Bây giờ đã đỡ anh Linh. Hồi trước là mũi, ví dụ như em mới về cái buổi tối mà từ xưa cái cầu cá cá tra cái, đó buổi tối muốn mắc cá vô cá vô đi chưa? Dạ rồi. Đi ra mà buổi tối rồi cầm đèn pin xịt ra, bước ra thì đâu thấy đường, ngồi một hồi bắt đầu thấy sao nó khó chịu. Mà gọi xuống rồi thấy đen thui, không còn thấy cái gì nữa. Nói chung là mũi u dữ dội lắm. Tay mình thấy là u đen, nhưng mà buổi tối mình gọi vô thì mình thấy đen thui luôn. Ừ. Nhưng mà nghĩ là chắc không độc lắm, thời điểm đó cũng bình thường, sau đó cũng bình thường không thấy. Làm như ở dưới mình quen rồi cái mũi cắn nó cũng không bình thường ha. Cũng không biết. Ủa rồi anh ơi, khi mà về đó hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì? Mẹ sống ở Cà Mau, mình thì sống trên này, lâu lâu Tết về quê chơi thăm mẹ. Rồi đợt này thì có em bé, rồi xong mẹ lên phụ chăm thì lên chơi. Thì cái thời gian mà mẹ với mình tiếp xúc cũng không có nhiều, thì cũng nói chuyện nhưng mà không có kiểu giống như dâu với mẹ chồng, Yeah. Không có tâm sự nhiều lắm. Nhưng mà được cái thì mình cảm nhận được là hai mẹ con gần gũi là do là ai cũng có cái sự chịu lo cho gia đình, rồi cũng kỹ tính. Nhưng mà về quê hai mẹ con có tâm sự, có chia sẻ hay là bàn những cái chuyện gì chung này kia không? Cũng có nói chuyện. Em thì thường hay bắt chuyện với mẹ nhiều bắt hơn. Bắt chuyện với mẹ nhiều hơn. Mẹ thì mẹ ngại, giống như mẹ ngại với con rể á. Ví dụ thỉnh thoảng mẹ nói bị nhức tay chân gì đó, em lại massage, nhưng mà em cảm giác là mẹ ngại, mẹ nói thôi được rồi mẹ không sao đâu, nhưng mình vẫn massage cho mẹ thoải mái. Nhưng mình cảm nhận được mẹ rất là ngại mình đụng hay là hơi quan tâm nhiều á. Cái vùng mà U Minh Hạ đó,
là phụ nữ cũng làm rượu đế luôn á. Dạ 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 đúng rồi. Đúng không? Dạ. Có bao giờ mẹ với em là làm chung không? Em thì kiểu ở trên này thì uống bia thì được, rượu thì ở Bến Tre em sống á thì người ta hay cưa đôi, kiểu mà tình cảm anh em không biết biết. Dạ. À. Còn em về dưới cũng cô bác thì cưa đôi người ta không chịu, không mày làm gì là không được, mày không nể tao. Thì em thấy ở dưới Cà Mau có các cái khác là phụ nữ, đàn ông gì lên chung bàn hết ngon lành hết, nhưng mà ở quê mình thì lại không vậy. Nó khác đúng không? Dạ. Rồi cô có bao giờ nhậu chung với con rể không? Cô thì ít nhậu, cô cũng ít nhậu dữ lắm. Có bao giờ cô uống gì con rể không? Thì ngày Tết ngày đầu thì cũng uống vậy đó. Đúng không? Cưa đôi không? Thì cưa đôi, không cưa đôi thì 10 ly vậy đó. 10 ly luôn hả? Trời quá dữ luôn. À. Anh ơi, anh có cảm thấy là mình thiếu sót điều gì đối với mẹ không? Thực ra là hai vợ chồng hồi xưa gặp nhiều khó khăn lắm, thậm chí nhà cũng không có mua, sau này mua được là nhờ mẹ phải cầm đất đai để mà cho con, là mẹ lo mình nhiều. Bản thân mình nghĩ thật ra ngày nay mình phát triển được là chính một phần là mẹ giúp đỡ, nên cảm giác là cái ơn rất là nhiều, không biết sao trả. Thời điểm này thì đang ổn dần dần. Thì thật ra trước giờ nghĩ là mình cũng chưa có làm được gì cho mẹ lớn lao. Mẹ cầm đất cho con rể mua nhà luôn đó hả? Trời ơi, thấy thương không? Thì con mới lập gia đình nó ngay, nó cũng nghèo, hai bàn tay trắng, hai đứa nó cũng đâu có gì đâu. Thấy hoàn cảnh nó vậy đó, thì nó muốn mua nhà đó, thì mình nó ngay, mình cũng có sổ đất này kia chứ nó ngay, cô cũng không có giàu có gì, cũng nghèo lắm. Cũng được có sổ đất chút đỉnh đó, rồi đi thế ngân hàng á, rồi ra cho con đó, mua nhà. Bây giờ nó trả chưa? Trả hết rồi. Ờ, à, may quá. Giao 3 năm mà 2 năm nó trả đủ. Ờ, hay quá. Cô ơi, cô không biết là mình có mấy người con cô hả? Cô đông lắm, 6 người con hả? Dạ, 6 người con. Mà thí dụ lo cho anh chị này không thì các anh chị khác có phân bì không? Không có, thì đứa nào cần trước thì mình lo trước. Dạ. Rồi xong đứa này đứa khác cũng cần thì cũng đi lo, lo lại vậy đó. Cũng lo đứa sau vậy đó. Dạ. Bây giờ cô ở dưới Cà Mau đó, ở U Minh đó, với ai? Cô có hai vợ chồng à, với đứa cháu ngoại, thì nó đòi ở với ngoại về nuôi 25 tuổi rồi. Trời ơi, con bà già tội nghiệp không? Thì cô có khi nào cô tủi thân vì điều đó không? Không, nó ngay không lo, nó ngay nó cũng điện về. Nhiều khi bệnh hoạn thì con nó ngay rễ, rồi con nó lên rước lên trên này. Dạ. Yeah. Ba nó bệnh cũng vậy lên này, con trai cũng lo lắm chứ không phải con gái không, đứa nào cũng lo cha mẹ đó. Rồi ví dụ mà trong gia đình mình vậy anh, rồi mình có hay tổ chức tiệc tùng gì cho mẹ không? Chỉ có ngày Tết, không phải năm nào cũng tụ được anh chị em về. Tại vì mỗi người ở người thì Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai, thành phố xa lắm. Lâu lâu về được thì ăn uống thì cũng hát karaoke này kia nọ. Thì chỉ được vậy là quý rồi. Em có bao giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Ở dưới quê dạ, không cái đó có cũng là thiếu sót. Thiếu sót cái gì? Cái đó thật sự là thiếu sót luôn á. Dạ. Đấy, hồi đó về trong đời của mình có bao giờ cô làm sinh nhật chưa? Chưa. Thấy chưa? Chắc là không có biết cái ngày phải không anh hay là không sao? Biết ngày chứ mà ở dưới không ai sinh nhật ai chứ, rồi thấy cũng như có sốt đó, không có ai sinh nhật hết á, chắc mấy đứa này cũng không biết cái ngày nào cũng gì đó. Nhưng mà mẹ nhớ của mẹ không? Nhớ chứ. Trời, còn hỏi câu đó luôn mà thấy chưa. Đúng ra là mình phải tự tìm một ngày nào đó, coi như đầu tháng đi. Dạ. Hay đến ngày nào đẹp đẹp á, tự tạo sinh nhật cho mẹ để mẹ vui. Thực sự cả cuộc đời mẹ hy sinh một con cái như thế. Dạ. Mình cũng nên lâu lâu mình cũng làm buổi sinh nhật đúng không? Dạ. Mẹ ở dưới quê buồn vậy, có bao giờ về mình làm tạo những niềm vui này cho mẹ, hát hò rồi nhảy múa này kia không? Dạ cũng có. Em thì khi rảnh hay dụ dỗ vào xã hát chung á, tặng á. Dạ. Hôm nay hát tặng mẹ bài nào nữa coi. Thôi hôm nay dịp này con hát tặng cho mẹ một bài á. Một bài nói về lời tâm sự giữa người con với người mẹ, cũng như là đại diện cho các anh chị em luôn, cũng cảm ơn với cho mẹ. Phải mạo năm tháng dài dầu mẹ đâu có buồn than, vì con mà khổ sự làm sao nhiều năm không gặp mong con được thành công.
Mẹ ơi, lời dạy năm xưa con mãi khắc ghi trên mỗi bước đường theo học. Năm tháng trôi qua, giờ con thành đã trở lại quê xưa, mà giờ đây tóc mẹ đã phai màu. Hay quá. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Thôi, nghe nó buồn mang mát vậy đó. Thực chất mà ở này mà ở dưới quê đó, mỗi buổi tối mà hai ông bà mà mở cái hình này lên mà nghe bài này á, đứt ruột luôn á. Để xem vợ em ngày hôm nay sẽ nói điều gì với em và mẹ nha. Dạ. Hai vợ chồng mình sống riêng, không ở cùng với mẹ, nên là sự tiếp xúc giữa chồng mình với mẹ thì không có nhiều. Mẹ mình thì là một người rất yêu thương con, luôn luôn hy sinh và luôn bao dung. Nên là khi mẹ lên đây sống với mình vài tháng thì mẹ thấy mình vừa làm việc nhà, đi dạy, rồi vừa chăm con nhỏ, nên là mẹ thấy xót lắm. Nên sáng nào mẹ cũng thức dậy sớm phụ bớt việc nhà cho mình. Riêng về chồng mình á, thì vừa đi dạy, anh vừa đi dạy lại vừa quản lý cơ sở tiếng Anh, cũng mệt mỏi và bị căng thẳng stress lắm. Nhiều khi đi về, ấy ảnh đi về, đi làm về, ăn cơm nước xong ảnh đựng còn tí rồi ảnh đi nghỉ ngơi. Đây cũng là điều mà mẹ mình cảm thấy không hài lòng á, tại vì anh không dọn dẹp đồ phụ vợ. Chẳng qua chương trình này thì con cũng xin nói lời cảm ơn đến mẹ và ba. Mẹ và ba đã hy sinh cho tụi con rất là nhiều. Con thấy khi ba mẹ cũng lớn tuổi rồi thì vợ chồng con mong muốn là ba mẹ nghỉ làm ruộng đi. Làm ruộng vất vả quá. Vợ chồng con mong là ba mẹ có thể sắp xếp thời gian, tụi con muốn rước ba mẹ lên đây ở để nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Em cũng có đôi lời nói với chồng rằng là: chồng ơi, em cũng xin cảm ơn chồng rất là nhiều. Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày em ngại, em không có nói cảm ơn, nhưng mà thật sự là trong lòng em, trong thâm tâm em luôn ghi nhận những cái và luôn cảm ơn những cái cố gắng mà chồng đã làm để cho cuộc sống giữa em và con có cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn. Và cảm ơn chồng vì luôn tạo cho gia đình mình có không khí lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Em yêu chồng, yêu chồng nhiều lắm. Ngay từ đầu khi mà bước vô cái câu chuyện của gia đình mình á, thì em có hơi giận anh chút xíu, là em cảm thấy là anh thiếu sót vì thiếu quan tâm đến mẹ. Nhưng mà nghe chị nói thì em cảm thấy là cũng thông cảm cho cái công việc của anh nhiều hơn. Nhưng mà cũng mong muốn là anh dành một chút thời gian, một tuần hay là một ngày nào đó, để có thể dành cái yêu thương của mình cho mẹ nhiều hơn. Có cái này mình nói cũng nói bằng thật cái tâm mình luôn. Bình thường thì không có mẹ thì cũng hai vợ chồng lửa thủi làm. Ngày trước khi mà vợ mới có đứa con đầu tiên thì thai bị yếu lắm, nên hầu như là nằm chỗ để dưỡng thai. Thời gian đó là hầu như chuyện trong nhà cũng phải lo. Đi chợ, đi chợ cũng gần cả năm. Đi chợ đến cảm giác ra chợ mình cảm giác rất là sợ luôn. Sợ những cái bà bán cá với bán thịt rau á, kêu hỏi vợ mẹ đâu, mẹ không đi chợ, mẹ đâu, phụ nữ không có hả. Với lại trong công việc thì bình thường cũng chỉnh chu lắm như thế này, hoặc thậm chí còn lịch sự hơn nữa, là cũng làm quản lý. Nhưng khi bước ra chợ rồi là quần đùi áo thun này kia nọ ra, mà em rất là sợ, ngại gặp người quen, cứ hỏi ủa đi chợ hả, em con trai cũng biết đi chợ sao, làm mình ngại lắm. Thật sự anh nói em nghe, là ông đi chợ cũng bình thường thôi, đừng có ngại ngùng gì chân á. Anh là đi chợ thường xuyên luôn. Lúc đầu cũng như em, nó ra nó trời ơi, quên lên đi chợ hả, trời ơi người làm đâu, trời ơi nhà đâu. Anh cảm thấy rất 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 là vui khi mình được tham gia với gia đình đi chợ. Mà đi chợ nó cũng vui lắm, mình biết cá nhiêu một ký, mình biết thịt nhiêu một ký, mình biết rau nhiêu một bó. Đi chợ hàng ngày, cái giờ mình ra chợ quen luôn. Mỗi lần anh ra cái bà bán cá nói, rồi con cá này nha, vừa kia cái thịt này nha. Tự nhiên mình làm quen cả chợ nên tự nhiên mình vui. Mình giống như chợ là nhà của mình luôn vậy đó, giống bà con lối xóm nha. Không có ngại, chuyện gì có thể anh nghĩ giúp cho vợ, giúp cho mẹ được thì mình thoải mái. Ngày xưa ta nói đàn ông đi chợ là đàn bà. Ngày xưa ta nói vậy. Dạ. Nhưng mà kệ, ai nói gì nói, mình đi chợ là đi chợ. Dạ. Đàn ông là đàn ông, không có gì phải sợ hết trơn á. Thành ra ta bỏ cái ngại đi ha. À, cảm ơn cô với lại con rể đã tham gia chương trình, cảm ơn em. Dạ. Hôm nay thì một ngày mà để mẹ con nói nhau để hiểu nhiều hơn. Và anh nghĩ trong câu chuyện ngày hôm nay đó, em và vợ hướng về mẹ vợ nhiều hơn. Dạ. Vì ở nơi xa xôi đó,
thật sự nói cô đơn lắm. Đó là sự hy sinh, hy sinh cho con thôi. Hôm nay cô có muốn con rể cô làm điều gì với mình hay là có điều gì cũng con mình thay đổi không? Thì cô cũng muốn hôm nay mẹ cũng muốn tụi con, tất cả các con hết nha, không phải riêng gì con, cũng tranh thủ thời gian sắp xếp này lâu lâu về thăm ba mẹ. Lâu lâu về thăm ba mẹ có nhiêu đó thôi. Dạ, con cũng hứa với mẹ là thứ nhất là quan tâm với gia đình nhiều hơn là một, cái hai là quan tâm tới mẹ nhiều hơn nữa. Thì thật ra nghĩ là sự mong muốn của mẹ cũng không có gì lớn lao, chỉ cần các con về chơi với mẹ nhiều là tốt. Nghĩ là anh chị em ai cũng sẽ đồng ý. Đồng ý mà có về không mới quan trọng á. Dạ, dạ có. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình, chúc cô và chú mạnh khỏe. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô một món quà. Đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là em nghĩ đây là món quà anh có thể tặng cho bà xã. Đó là bộ son Eureka đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Xin cảm ơn cô và anh đã tham gia chương trình ạ. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Dạ.